mà con có về nữa thì có thể thì con sẽ đi được. Rồi ok, có thể thì con sẽ cố gắng đi chung. Bye bye hai em. Bye bye, đừng có bào mè quá mày ơi. Em vô. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Mày mất mấy show rồi bây giờ. Người đang chào chị Diệp. Đây nó là chim trả chó. Mọi người đang chào chị Diệp. Ở chung cư mà sao đi chơi hoài vậy? Xe chim trả chó. Hả? Đừng cứ khóc nha. Mẹ của nó đó. Có thể chào anh. Chào anh. Đây. À, chào anh Hậu. Hẹn gặp lại nha. Hẹn gặp lại anh và Phước nha. Hẹn gặp lại với Thủy nha. Rồi. Bye bye Thủy. Bây giờ mà. Phước ơi, hẹn gặp lại em. Bye bye, sẽ cố gắng để đi Đà Lạt. Rồi, ừ. Bye bye em. Ủa sao không gửi hành lý? Cái này đồ ướt không có gửi được. Đồ chưa thôi. Ủa vậy chị có một hộp sẽ là áo chép hơn áo. Không, nhưng mà chị bỏ ba ly được. Em không bỏ thời gian. Em đợi chắc bây giờ có thời gian. Bỏ anh vô đi, anh đi lại em rồi biết anh. Nào xem, chừng nào nó kêu em lên, lên thì sớm.